Ê đang thành phố, đang ở thành phố Lạng Sơn. Hôm nay đi hóng ăn phở Lạng Sơn lô, không ở nhà rồi lô. Nhà đang đang thư hàng ô hay đang thăm mì lăng căn trọng là số hai là khả cây mà thiệt thiệt phân lấy khả cây ông mút hiêu xuống chưa nhỉ. Hôm nay lên nhà chị Thu nè, Thu lạnh lùng đây đó. Đây đang ở đây chơi cái máy hình cứ nhây dùng nhập mẹ nhỏ chị sắp cầm cái mạng kém mạng của chém máy không thích in được không đèn thì đi thăm đồ ấy vui thì mình đi ăn ké đi ké. Ừ. Lôi sang thứng này. Càng cô đến hết rớt. Hết phải rớt ư. Cái này hơi nhỏ. Bác làm ạ. Hết phần nư là chắc thế nào thì hết để có cần hậu ải ha cần là thì ha. Cái tí là dỗ với dỗ đầu chứ với đầu đi phát mi nhà lâu đeo thì nó mà kín ở đeo với không này. Đeo cân mấy em. Thì cái tí là dỗ gia đình gì à, dỗ gia đình mình mời được thì mới cái là cái lễ mình làm việc làm giá tao thì phải hết mà còn mà na số hà mà mi cân mà khẩu ký nè mời ở mà kinh này đi kinh tí vào các kỳ song sáng lắm ờ ý thì họ tôi bảo đeo nếu mà mời để ta khiếp song găng đấy. Mùa hè này mệt. Hôm nay Vinh Tử được hai cô then, được hai cô then này, cô then Hằng này, cô then Thanh Thành này. Hôm nay là ra đây mua đoàn cho này. Chào mọi người nhé. Cửa hàng nổi tiếng mới. Mua đàn này, mua các thứ cho này. Đắp cả là bắt đen mấy con đen. Và giá rất phải chăng nữa. Vừa bán là vừa khuyến mại đấy bác. Đó. Mua một, mua hai thì tặng một cái này. Khi hai rồi đó. Đây nè. Cái thằng đàn này lấy á nào. Sản xuất được từ hao lái từ đây. Đây. Sản xuất được hao lái. Cái này hơi dây lỏng lắm bác ạ. Mua cho ấy, bò cắt tính này. Mày. Ông ăn ăn đi mà này. Chị thì là để đấy này à đấy. Đấy mà. Chị cầm máy đi. Sắp ngửa. Ừ. Chị sắp ngửa, chị thành sắp ngửa đi. Sắp ngửa cho này. Không, lấy cái đàn kia, lấy cái đàn kia để em đánh. Đây, cái đàn này. Tính đây vào này đâu mà con bông mì. Sưng là rau lắm. Sao hèn gì vậy? Hèn lại là mình không đấy. Nhà này có gì bông mì tí với ta em. Đắt hàng đó. Là trước thì chị Thu Đại Lùng đắt hàng nhé. Chị ta ơi, mua chân hàng đắt nhé. Vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn hai cô thêm này. Vâng. Cái này cảm ơn các cô nhiều lắm. Lúc nào các cô cũng yêu ái cho. Chắc chị người mua thì trăm, người bán thì vẫn đắt hàng à, chị bán đắt hàng, người mua trăm nhá. Ước gì cũng được đấy, ước sao là được vậy, nằm mơ cũng được tiền. Vâng, cảm ơn câu. Các con én này bay đi con cao. À, cái việc ước gì là đi xa về gần, đi tốt thì về tới này làm chiếc đường về nhá chị ơi. Vâng, cảm ơn nhá. Em lấy à, có người điện rồi nha mẹ ơi, để nghe tình tình điện thoại ra nha.
đấy, bộ én rất là đẹp luôn này. Én đẹp mà. Én này bay thấp bay cao, bay đi khắp nơi, bay đi cứu dân được. Sao lại không thấy mà nhảy được chứ? Đấy, ai không biết mua thì thiệt đó. Yeah. Đẹp được chưa? Thật mà, làm theo nó không biết mua thì thiệt đó, để làm gì đó. Được rồi phải không? Được rồi phải không? Chi ở chi chờ y chi à, chi hát chi à, chi hát là chữ hát đấy, chữ chi sẽ hát. Chắc là được rồi anh rồi. Nước chảy một dòng thì trong một và thuyền trôi một nén nhá. Nhà nào lộc đáy phúc như Đông Hải thọ Nam Sơn. À nhưng mà không quen được đâu. Lộc đánh có ai đi phải không? Mời đến ai thì được, có ai đến thì được. Không quen, không nghe, không tì được nhá chị ơi. Đồng tiền phải có ai. Thế có ai người ấy dùng vàng, ai người ấy chào. Thế bây giờ không có cái tâm linh mà đi theo cái nghiệp của mình rồi. Đúng không? À, ai nghe cũng được nên hàng người kêu không phải à, em đi khắp nơi đấy à? Không đi khắp nơi khác. Hà Bình, Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Đi kêu đi, người kêu nó bây giờ nó cũng... Chị này xích mạnh một tí em nhẹ nhàng. Không, đánh mạnh đáng buồn lắm đấy. Không buồn đâu. Hôm nay nhớ mày đẹp lắm ơi. Văn phục, văn này, văn phục,
ngày an ban bố ai nhà bay mơ kia bay à ba nữ ai bố à bằng đâu này sao thì ai nhà ban giờ đây ca lư thì à đây siêu lư hay thế nhà an ban đa nhà nhà à ba đại ma cần là thi ơi ma nhà ai nhà châu hề ca lại nhà ca liêu ơi cảm ơn hai cô quá hôm nay à rất là vinh dự đó hôm thứ tư cô làm đấy mà bác làm đấy sẽ có một người đi mua rất nhiều chào bác nữa đâu bên này đơn này đơn nhẹ chào các con yêu quý nha các con ở đâu hôm nay không đi cùng mẹ bà là thế nào hả bà vang thêm rồi bà Hoàng ơi thấy Hoàng ơi thấy các mẹ hát hên hát si hay không thấy các mẹ hát si hay không nhà bữa nà trình đây à ba ơi ba nhà nhà khai à ta ba nữ thì à ta ba nữ không hiểu chứ bạn có nghe không hiểu đi cắt tóc cái sao đi cắt tóc à nhà à anh chịu khơi nhà nhà thế nữ trung thì à thang ơi chiếu lò nhà nhà thì ta leo mi nà nhà leo mi nà cha cha đâu buổi buổi chiều cha mấy buổi ăn hàng đó ba hôm nữa bốn hôm chiều nhỏ vậy đã nghe ăn siêu nhỏ nhà ai nhà thì ba tháng thì à đi bơi nhét cho nhà ai nhà như thế bao ư na lấy áo ư nơ rồi hết à chia sẻ chị cảm ơn hai cô thân nhá.